Đây là khu lăng Thoại Ngọc Hầu các bạn. Các bạn học lịch sử các bạn cũng sẽ biết là Thoại Ngọc Hầu là một tướng rất là nổi tiếng. Mình có đi tới đây một lần rồi, nhưng mà lần trước mình đi thì không làm clip. Mình đi quay một vòng nữa xong rồi mình quay lại thắp nhang. Bản đồ chủ quyền bên đảo Việt Nam. Thoại Ngọc Hầu, tướng Thoại Ngọc Hầu cũng là một trong những cái vị tướng được giao nhiệm vụ đi mở cõi thời các vua thời phong kiến. Nên là ở đây để một cái bản đồ chủ quyền. À, đây thấy có trụ cáp treo núi Sam, cáp không biết đi từ đâu tới. Đây là mộ của tướng Thoại Ngọc Hầu. Còn bên này là Châu Nhĩ, bàn chánh Châu Nhĩ Thế. Đây chắc là con cháu trong dòng họ. Bên phải có một mộ. Mình dừng video là mình nghe một chút của ngài là có một số chữ. Đây mày. Mình cũng không hiểu chữ gì, có thể dùng Google Translate dịch mà thôi. Giờ này thấy cũng rất nhiều khách đang vào cửa vào lăng.
mở giỏ. Thôi đứng chơi con, nó đỏ quá. Đây là bằng tiểu sử của ngài, mà đọc lịch sử sẽ thấy rõ hơn, mình quay sơ qua. Tượng của ngài, mình dừng làm thắp nhang. Cái mà xưa các quan tướng thì được gọi là cái kiệu của ngài, kiệu đi ra đi đâu đấy là sẽ có người ra người hầu quân lính là khiêng kiệu đi hài lòng ở trên cái này. Đây là một đặc điểm rất là đặc trưng của các của cái thời phong kiến Việt Nam. Thường là khi mà các quan đi tuần hành hoặc đi ra ngoài thì có binh sĩ cầm chiêng gõ để báo hiệu, nhất là cho dân chúng biết là có quan đi qua để dẹp thường và đến nghênh đón quan. Kế bên phía tay phải có lăng Thoại Ngọc Hầu là có một cái đường để lên trên đỉnh núi Sam, cái đường bậc thang lên. Ở đây có cái chậu cái kiểng rất là hay, dùng với cái cây cái rừng sỉ và rừng sỉ trồng thành cái chậu cũng rất là đẹp. Đây là bên này cũng có một số mộ, đó là của tướng lĩnh của ngài hoặc là trong gia tộc. Đây là đường lên, trên cái đường này thì mình có đọc qua thì thấy là rất nhiều chùa chiền ở hai bên đường lên đến đỉnh, nhưng mà chắc mình không đi đường này, mình sẽ đi xe lên trên đỉnh thăm một số cái điểm chùa chính thôi. Thường là những cái chùa dạng như này thường là chùa theo tứ phủ. Cáp treo đây không hoạt động, nhìn thấy ngưng hoạt động rồi, nhìn thấy còn trụ cáp thôi chứ không có cáp. Giờ mình đi xuống, mình đi xe lên trên đỉnh núi lên một số cái điểm chùa chính. Ở đây mộ rất là nhiều, mình nhìn qua mộ đây. Đây cũng có một số mộ. Các bạn thấy trụ cáp treo à? Nó ngưng hoạt động rồi. Đỡ cáp rồi. Ở đây có hai mộ. Mình cũng không hiểu nhiều về mộ lắm. Cái hình dạng mộ như có phân biệt gì đấy. Đây biển này mới sửa lại, em cũng không biết là ai hết. Ở đây cũng không có thông tin. Ta đang sửa lại nên là cũng chưa ghi thông tin hết.
miếu Khổng Tử. Các bạn chọn cái kia để đầu tôi giấy cái tôi.